Bộ Công Thương ban hành chỉ thị số 7127 CT BCT nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, mặt hàng đường nhập lậu. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua tình hình vận chuyển buôn bán thuốc lá điếu, mặt hàng đường nhập lậu diễn biến phức tạp, chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại địa bàn các tỉnh biên giới Tây Nam. Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và người tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn. Cụ thể, Sở Công Thương các tỉnh Quảng Trị tây ninh long an đồng tháp an giang kiên giang các tỉnh biên giới phía bắc và các tỉnh lân cận chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng công an hải quan bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới các tuyến đường từ biên giới vào nội địa các địa bàn giáp danh liên huyện liên tỉnh Tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu, điểm bán buôn các cơ sở đóng gói kinh doanh mặt hàng đường nhằm phát hiện, ngăn chặn mặt hàng thuốc lá đường nhập lậu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.